Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm nay tổng giá trị hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 68% so với cùng kỳ. Tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, nông sản Việt là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm trên 90%. Để đảm bảo điều kiện xuất khẩu chính ngạch, các doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác qua hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại, hình thành chuỗi cung ứng bền vững. Các cửa khẩu của Lào Cai đã nỗ lực cải thiện hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian thông quan nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.